Nhà thám hiểm tự mình đi vào khu rừng rậm, sử dụng dao đi rừng lớn, giúp luồn lách xuyên qua lớp cây cối rậm rạp. Ông đột nhiên dừng lại, nhìn xung quanh và bất giác hỏi: con đường nào nhỉ? Người dẫn đường của ông trả lời: nhưng ông phải chờ trợ lý nghiên cứu của mình hoàn tất phiên dịch. Anh ấy nói tiếp tục đi thẳng, chỉ còn vài trăm thước nữa thôi. Nhà thám hiểm gật đầu nhanh trước khi tiếp tục tiến về phía trước. Người dẫn đường đã đúng. Sau một đoạn đường ngắn, khu rừng rậm bỗng nhiên thưa dần, nhường chỗ cho khoảng trống, hé lộ một trong những điều kinh ngạc nhất mà nhà thám hiểm chưa từng nhìn thấy. Ngay phía trước mắt ông, nổi bật giữa khu rừng là ngôi đền đá cổ kính đồ sộ, một kim tự tháp bậc thang khổng lồ bằng đá nguyên khối, được chạm khắc phức tạp và bao quanh bởi những bức tượng cầu kỳ. Kết cấu ngôi đền trông giống như đã bị lãng quên trong nhiều thế kỷ, nếu không nói là lâu hơn. Cùng với việc thiên nhiên xâm lấn bề mặt đá và bao phủ kim tự tháp bằng dây leo và các loài thực vật khác, đội thám hiểm tiếp cận ngôi đền nhưng dừng lại trên một bia đá sừng sững trước mặt. Nhà thám hiểm dùng tay của mình lần theo vết tích các đường chạm khắc, đánh sạch bụi bẩn để lộ giữa bức tranh bị phong hóa. Nó dường như khắc họa một loài sinh vật với sải cánh rộng lớn, dang rộng thay vì những đôi tay. Có lẽ đây là một loại trang phục nghi lễ, nhà thám hiểm nói với trợ lý của mình. Trợ lý vội vàng ghi chú vào sổ tay, cô ấy cố gắng ghi lại tất cả những gì có thể. Đúng vậy, đây là một hình tượng giống linh mục. Có thể những người xây đền muốn cảm ơn sự kết nối mà linh mục đã chia sẻ. Dòng suy nghĩ của nhà thám hiểm bị cắt ngang bởi hướng dẫn viên của ông ấy. Anh ấy đang quay lại nổi giận. Vâng, cái gì? Như thường lệ, trợ lý nghiên cứu lại dịch cho ông. Anh ấy cảnh báo chúng ta rằng không nên đi xa hơn, việc đó quá nguy hiểm. Vớ vẩn, nhà thám hiểm trả lời. Chúng ta đã đến đây bằng mọi cách, và ai biết được bên trong chứa đựng kho báu gì? Ý tôi là kho báu lịch sử, các hiện vật, tất nhiên là cả kho tàng kiến thức. Tất nhiên, trợ lý của ông trả lời trước khi cô tiến theo ông lên kim tự tháp bậc thang, trong khi người dẫn đường vẫn giữ nguyên ý kiến và đứng đợi ở bìa rừng. Hai người băng qua lối vào dẫn đến một hành lang dài và tối, chỉ có vài ngọn đuốc soi đường, thật khó có thể hình dung được độ sâu của ngôi đền. Nhà thám hiểm dừng lại xem xét các bức tượng được bao phủ bởi nhiều hình chạm khắc. Ông ấy nhìn thấy không chỉ nhiều mẫu hình học phức tạp mà còn cả các mô tả về một loài sinh vật có cánh đã gặp ở bia đá bên ngoài. Tuy nhiên, ở đây các loài sinh vật được khắc họa ở các khoảnh khắc hoạt động. Chúng dường như đang chạy, rượt theo, tiếp cận và chụp lấy con người. Chúng đang tấn công, tóm lấy, mang con người đến... Ngay nơi cao trào của câu chuyện hình ảnh này lại bị thiếu. Phần thiếu có thể đi bị rơi ra vào thời điểm nào đó trong quá khứ. Ồ, tiếc thật, nhà thám hiểm cảm thán trước khi tiếp tục khám phá ngôi đền. Trợ lý của ông vẫn đứng yên, cô phát hiện một vài mảnh đá trên sàn. Bên dưới bức tranh bị thiếu, bà quỳ ngay xuống để xem xét kỹ hơn. Cô bắt đầu tập hợp chúng, ghép các mảnh lại hình dạng ban đầu. Trong khi đó, nhà thám hiểm bị thu hút bởi thứ khác. Bên kia hành lang là bức tượng một chiến binh cao lớn, kiêu hãnh, trên tay cầm ngọn giáo lớn nặng ngọc. Những viên ngọc quý sáng lấp lánh trong ánh đuốc. Nhà thám hiểm đưa tay, nắm chặt cán giáo. Ông ấy bắt đầu kéo. Hành động này có lẽ hơi thô đối với một món đồ cổ, nhưng ông ấy muốn món đồ trang sức tuyệt vời này, và hơn cả là chính ngọn giáo. Ông ấy khao khát sự tung hô khi mang nó trở về nhà. Trong khi nhà thám hiểm kéo cây giáo, cô trợ lý nghiên cứu của ông đưa mảnh ghép cuối cùng của bức tượng vỡ vào vị trí. Cô ấy cầm ngọn đuốc lên để nhìn rõ hơn và thở hổn hển. Những sinh vật có cánh đang mang con người đi, nhưng đó không phải là đoạn kết của câu chuyện. Chúng mang con người đến một nơi nào đó, và bây giờ cô có thể nhìn thấy con người được đưa cho một sinh vật có cánh, thậm chí còn lớn hơn. Đó là một con quái vật, một con quái vật đang ăn thịt con người. Cô trợ lý quay sang nói với nhà thám hiểm những gì cô ấy vừa phát hiện, và giống như cô đã làm, cô quan sát khi ông cuối cùng đã rút được ngọn giáo ra khỏi tay cầm của bức tượng. Bức tượng cuối cùng cũng chịu thua, khiến nhà thám hiểm ngã ngửa xuống đất, nơi mà ông đang nằm kinh ngạc trước cây giáo nặng ngọc tuyệt đẹp trên tay. Có chừng, cô trợ lý hét lên. Nhà thám hiểm không nhận thấy rằng bức tượng đang lắc lư qua lại một cách bấp bênh ngay trước khi nó lao xuống nơi ông đang nằm chiêm ngưỡng ngọn giáo. Ông ổn chứ? Cô hỏi trong khi chạy đến. Tôi nghĩ vậy, ông nói. Chỉ va chạm một chút vào đầu, chỉ cần nghỉ một chút. Một chút gì cơ? Cô hỏi, nhưng ông bị phân tâm bởi cái gì đằng sau cô. Chỉ cần... Chú ơi, cái gì vậy? Ông chỉ tay và cô trợ lý quay lại, phát hiện một thứ gì đó đang trồi ra từ cái lỗ trên tường nơi bức tượng từng đứng. Đó là một trong những sinh vật sống có bức chạm khác, một sinh vật kỳ dị nửa người, nửa thằn lằn, có cánh thay vì tay. Hơn hết, sinh vật này không có thịt, hoàn toàn cấu tạo bằng xương. Cả hai cùng thét vào bộ xương, và sinh vật này cũng gào lại với họ, phát ra một tiếng hét chói tai. Thế, đột nhiên, nhiều sinh vật bắt đầu xuất hiện từ cái lỗ trên tường,
Từ những lỗ chưa từng thấy và chưa từng được chú ý trước đó trên tường và trần nhà, các sinh vật lao về phía họ, chặn họ ra khỏi ngôi đền. Và họ không còn cách nào khác ngoài việc chạy xa xuống hành lang tối tăm. Khi đang chạy, nhiều sinh vật tiếp tục chui ra từ những cái lỗ khác trong bóng tối. Chúng la hét và dùng móng vuốt sắc nhọn ở cuối đôi cánh vồ lấy họ. Khi họ vòng qua góc, một trong số chúng vồ lấy mắt cá chân của nhà thám hiểm, khiến ông chệch hướng và rơi mạnh xuống sàn đá. Cô trợ lý vội vã chạy đến, nhưng khi cô đang giúp ông đứng dậy, hai sinh vật khác xuất hiện phía sau và vồ cô bằng đôi cánh xương sẩu. Nhà thám hiểm đứng dậy và đâm ngọn giáo nặng ngọc vào chúng khi chúng cố đang kéo cô trợ lý vào cái hố. Nhưng một sinh vật thứ ba đã lôi ngọn giáo ra khỏi tay ông. Khi các sinh vật tiếp tục đi xuống hành lang phía sau ông, nhà thám hiểm phải chạy. Hành lang trước mặt dường như đã sụp đổ từ bao giờ, và ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy vào một đường hầm tối tăm được khoét vào trong đá. Đường hầm hẹp uốn lượn qua lại, và nhà thám hiểm không biết ông đang đi đâu hay kế hoạch tiếp theo là gì. Ông đi qua một khúc cua và đường hầm mở ra một căn phòng khổng lồ. Trần nhà phải cao đến 30 mét. Ông không thể nhìn thấy những bức tượng ở xa, với ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đuốc và một chùm ánh sáng mặt trời mờ ảo chiếu xuống qua một lỗ trên trần nhà. Ông dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên im lặng. Ông quay lại nhìn đường hầm vừa đi qua và cảm thấy rằng âm thanh của những sinh vật khủng khiếp đang đuổi theo đã không còn nữa. Nhà thám hiểm nghe thấy thứ gì đó phát ra từ phía sâu trong căn phòng khổng lồ và quay lại nhìn vào bóng tối. Trong một chùm ánh sáng, ông nhìn thấy một sinh vật có cánh, nhưng dường như nó đang di chuyển một cách kỳ lạ, như thể không bước đi mà bay lơ lửng trong không trung, bởi vì thật sự nó không bước đi. Khi đến gần hơn, nhà thám hiểm nhận ra rằng những sinh vật này đang mắc kẹt trên chiếc răng của một cái miệng khổng lồ quái dị. Sinh vật khổng lồ có cánh từ trong bóng tối phát ra chùm sáng, hất chiếc đầu khổng lồ ra sau để nuốt chửng sinh vật đang mắc kẹt bên trong răng. Xương của nó kêu to trong miệng. Bây giờ trong ánh sáng, nhà thám hiểm đã thấy con quái vật. Nó phải dài hơn 30 mét, là một sinh vật bay khổng lồ, ít nhất là trong quá khứ, vì hiện tại phần lớn cơ thể của nó chính là xương, với những mảnh thịt vụn còn sót lại như được treo trên người. Con quái vật há miệng và gầm lên với nhà thám hiểm, hơi thở hôi hám mùi lăng mộ xộc thẳng vào mặt ông. Nhà thám hiểm cố gắng chạy, nhưng con quái vật với đôi cánh xương kèm theo vài dải da đen vượt qua và đánh ngã ông xuống đất. Ông bị kim xuống sàn bằng một móng vuốt khổng lồ. Sinh vật này há miệng gầm lên một lần nữa trước khi cúi đầu xuống để bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Nhà thám hiểm nhắm mắt chuẩn bị tinh thần sắp bị nuốt chửng. Bỗng nhiên sinh vật này phát ra tiếng hét đinh tai nhức óc. Nhà thám hiểm mở mắt ra và thấy ngọn giáo nạm ngọc thò ra khỏi một trong số mảng thịt còn sót lại trên bàn chân móng vuốt của nó. Người nắm chặt cán chính là trợ lý của ông. Cô trông mệt mỏi nhưng vẫn còn sống. Cô giúp ông một tay để đứng lên. Họ cần phải thoát ra khỏi đó. Nhưng trước tiên, nhà thám hiểm rút ngọn giáo khỏi móng vuốt của con quái vật. Cả hai bắt đầu chạy, làm mọi cách để tránh con quái vật khi nó tấn công họ. Họ phát hiện ra một khe hở đang chiếu sáng ở đầu kia căn phòng lớn. Không có lựa chọn nào khác, họ bắt đầu tiến về nó. Khi đến gần hơn, họ phát hiện đó chính là thứ họ cần: ánh sáng bên ngoài. Thoát rồi. Cả hai đều dừng lại ở đỉnh lỗ hổng, gần như ngã nhào qua mép. Ở phía cuối đường hầm chỉ là không khí, cách khu rừng bên dưới mấy chục mét. Họ quay lại, phát hiện ra con quái vật vẫn đang lao về phía mình. Và không có thời gian để suy nghĩ, cả hai cùng nhảy. Chỉ vài giây trước khi sinh vật này búng cái hàm xương sẩu vào chỗ họ đang đứng. Nó quá lớn để nuốt bất cứ thứ gì vào miệng. Nó kêu thét khi họ đang rơi trong không khí trước khi đâm sầm xuống mặt đất bên dưới. Cô trợ lý từ từ mở mắt ra nhìn. Đó chính là người dẫn đường của họ. Anh ấy đang ôm đầu cô ấy và hỏi cô ấy liệu có ổn không. Cô ấy ngồi dậy, choáng váng và bầm tím vì cú ngã. Cô hỏi người hướng dẫn viên đang xem nhà thám hiểm đang ở đâu. Ông ấy có ổn không? Anh ấy cụp mắt xuống, trông như thể không muốn trả lời. Anh ấy chỉ sang bên cạnh. Cô chỉ lấy quay sang thì nhìn thấy nhà thám hiểm đang nằm trên mặt đất, cách họ vài bước chân. Cơ thể của ông bị đâm bởi ngọn giáo nặng ngọc. Lịch sử chứa đầy những câu chuyện và truyền thuyết về các vị thần, quái vật và mọi thứ trong đó. Nhưng không phải tất cả chỉ là các câu chuyện, mà thực tế đôi khi còn kinh hãi hơn những gì chúng ta có thể hình dung. Và chính xác là trường hợp của SCP-4959, còn được gọi là Teotihuacan Pterodactyly. SCP-4959 là một sinh vật khổng lồ, giống loại thằn lằn có cánh, là những loài bò sát biết bay tồn tại trong kỷ trung sinh. Trong khi loài thằn lằn có cánh đã tuyệt chủng hàng triệu năm, SCP-4959 vẫn còn sống, hoặc ít nhất vẫn còn cử động được. Sinh vật dị thường khổng lồ này có sải cánh dài khoảng 50 mét, đang trong tình trạng phân hủy, với khoảng 70% lượng thịt của nó đã thối rữa và bị mất đi, chỉ còn lại những mảnh da nhỏ và mô phân rã bám vào xương. Phần thịt còn lại không có dấu hiệu phân hủy thêm, như thể đã bị khóa vĩnh viễn trong giai đoạn phân rã này. Các cuộc điều tra thịt của SCP-4959 không có bị hiện dị thường,
duy trì có nồng độ iri cao hơn một chút so với dự kiến. Đôi mắt của sinh vật này không còn nữa, nhưng bằng cách nào đó, hốc mắt vẫn tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Mặc dù nguồn gốc của sự phát quang này vẫn chưa được xác minh, khi tức giận, sinh vật này phát ra một vầng lửa nhiều màu từ cánh, hộp sọ và cổ của nó. SCP-4959 được phát hiện trong một căn phòng khổng lồ bên dưới đền thờ rắn thần có lông vũ ở Teotihuacan, Mexico. Một số đường hầm được kết nối với căn phòng và chúng không chứa bất kỳ thứ gì. Ẩn mình trong những lối ngoằn nghèo của ngôi đền là các thực thể đã được chỉ định là SCP-4959-A. Đây là những sinh vật có kích cỡ giống con người, trông cấu tạo như từ nhiều loại xương người và thằn lằn khác nhau. Sự kết hợp tạo ra một sinh vật hoàn toàn mới. Các mảnh xương được kết nối với trung tâm là trái tim đá. Nhưng liệu trái tim này được cấu tạo từ đá hay đã từng tồn tại thực sự rồi hóa đá thông qua các quá trình hóa thạch? Không thể giải thích chính xác làm thế nào các xương được kết nối với trái tim hoặc kết nối với nhau. Các thực thể 4959A cũng có một điểm dị thường trên cơ thể, bao gồm các giải, vải bị phân hủy, lông vũ và đá quý, giống như trang phục của người dân bản địa sống trong các khu vực cách đây nhiều thế kỷ trước. SCP-4959 là loài ăn thịt, mặc dù không biết liệu chúng có buộc phải kiếm ăn để sống hay đơn giản là do thích được ăn. Dù sao thì có vẻ như nhiệm vụ của các thực thể SCP-4959-A là săn mồi, vì bản thân của sinh vật 4959 quá lớn để rời khỏi căn phòng bên dưới ngôi đền. Các hành lang và lối đi ban đầu kết nối ngôi đền với căn phòng xứ SCP-4959 đều đã sụp đổ và các đường hầm tồn tại duy nhất rất có thể đã được đào xuyên đất đá bởi thực thể SCP-4959-A. Chúng tìm kiếm thông qua các đường hầm này, thường vào ban đêm, tìm kiếm những loài động vật nhỏ như chim và thằn lằn, nhưng thỉnh thoảng cũng phát hiện ra các động vật lớn hơn hoặc thậm chí cả con người. Sau đó, chúng tiếp tục trực tiếp mang con mồi sống đến chỗ con thằn lằn có cánh khổng lồ, dâng con mồi như một bữa ăn và một vật hiến tế. Tiếp theo, SCP-4959 tiến hành ăn thịt toàn bộ con mồi, đôi khi ăn thịt cả thực thể 4959-A. Bản thân ngôi đền được bao phủ bởi các tác phẩm chạm khắc và những bức tranh tường mang đến nhiều gợi ý về nguồn gốc của SCP-4959. Mặc dù không biết bằng cách nào khác mà SCP-4959 đến được đó, nhưng dường như người dân địa phương đã phát hiện ra sinh vật trong ngôi đền và xem đó như một đại diện cho thần rắn có lông vũ của họ, hoặc có lẽ là một vị thần vô danh khác. Một ngôi đền được xây dựng tại nơi này và con người sớm bắt đầu hiến tế cho vị thần sống bên dưới, khởi đầu với những con vật nhỏ nhưng sau đó tiến tới hiến tế con người và những ngày thánh quan trọng. Ngoài ra còn có một điều quan trọng gì đó khác ẩn chứa bên trong các bức tranh tường. Có vẻ như SCP-4959 sở hữu một loại trái tim được mô tả giống một viên đá quý lớn, trông đỏ như máu và ánh sáng mặt trời mọc. Viên đá quý này trước đây được đặt trên đỉnh ngôi đền, mặc dù vị trí hiện tại của nó vẫn chưa được xác định. Theo sự nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các nhà sử học của tổ chức SCP tại địa điểm này, một bản báo cáo được tổng hợp để có thể giải thích một phần sự việc đã xảy ra. Có vẻ như đã có một cuộc nổi dậy của dân cư địa phương vào khoảng thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Một cuộc xung đột xuất phát từ việc liệu đây thực sự là một vị thần hay thực thể xấu xa nào đó. Những người nghi ngờ nguồn gốc của SCP-4959 đã giành quyền kiểm soát ngôi đền và đi sâu vào bên trong để tìm cách giết sinh vật này. Nhiều vết cháy xém trên tường là minh chứng cho trận chiến đã diễn ra. Và dù họ đã chịu nhiều tổn thất, nhưng có vẻ như họ ít nhất có thể đã khóa căn phòng lại. Hiện tại vẫn chưa xác định được điều gì đã xảy ra với viên ngọc lớn trên đỉnh đền. Nhưng tìm ra viên ngọc là mối quan tâm lớn của tổ chức vì nó có thể là nguồn gốc tuổi thọ của SCP-4959. SCP-4959 tiếp tục được phân loại là Euclid và tiếp tục tồn tại trong căn phòng bên dưới, ngôi đền rắn thần của lông vũ. Mặc dù tất cả các lối vào đường hầm dẫn vào bên trong đã bị chặn bởi các cổng được gia cố. Nếu những lối vào mới là kết quả của quá trình đào hầm của SCP-4959-A, chúng cũng phải được bịt lại và niêm phong. Mỗi tuần một lần, một động vật lớn còn sống, thường là bò, được thả thẳng đến căn phòng. Và cho đến nay, điều này dường như đang giữ cho SCP-4959 ở lại bên trong ngôi mộ. SCP-4959 là gì? Và những sinh vật nửa người, nửa thằn lằn có cánh đang phục vụ nó là gì? Liệu chúng có phải là những con người bị hiến tế, giờ sẽ vĩnh viễn phục dịch chủ nhân? Nếu SCP-4959 từng là một vị thần trong quá khứ, thì việc liệu chúng ta cho nó ăn và giữ nó thoải mái trên một phương diện nào đó, chúng ta đang chính là những người đang phục vụ nó. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-3700, Chiến tranh Thủy Triều để biết một dị thường khác có tác động như thần thánh, và bạn hãy đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.